Xin chào tất cả anh em đam mê săn bẫy nhá. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về mẫu loa Q92 này. Đấy. Nhà em về rất nhiều, em chỉ mang một thùng ra đây để em quay chi tiết về cái loa cho anh em tham khảo nhá. Đấy. Cái dòng loa Q92 này thì từ trước đến giờ rất nhiều anh em tin dùng rồi. Đấy. Âm thanh tốt, chất lượng tốt, pin bền và chất lượng nó cũng cực kỳ là bền. Đây, anh em có thể thấy khi mở ra thì trong cái hộp loa thì nó vuông vắn như thế này, thì nó bao gồm một cái điều khiển này, đấy, một cái điều khiển này, một cái dây sạc này, một cái dây sạc loa này, và cái dây này là dây sạc điều khiển này. Và cái loa đây, nhân vật chính đây, thêm một cái quyển hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Thì cái này anh em về anh em sẽ tham khảo thêm sau nhá. Còn cái loa này thì đây, em sẽ bóc ra cho anh em xem. Đấy, cái loa này thì chất liệu vỏ loa thì làm bằng kim loại, nó cầm nó rất là đầm tay, rất là chắc tay. Đấy. Cái này thì pin của nó thì cực kỳ bền nhá anh em nhá. Cái này pin của nó anh em đi rừng thì nó có thể sử dụng liên tục được từ 8 đến 12 giờ. Đấy. Nếu như mà anh em nào mà đi bẫy chim mà gọi là cũng bẫy ít thôi, như bẫy cu gáy này, đi bẫy chim cảnh ấy, thì cái này sử dụng thì thoải mái, nó thoải mái một ngày nhé để anh em đi rừng nhé. Còn anh em nào mà đi đánh cuốc ấy, đánh cuốc hoặc là nói chung là anh em nào mà sử dụng nhiều trên một ngày, trong một ngày thì anh em lên sắm thêm cho mình một cái quả pin dự phòng. Đấy, quả pin dự phòng ở ngoài thì anh em sử dụng hết pin thì anh em lại cắm cái quả pin dự phòng vào rồi tiếp tục sử dụng. Đấy, còn như em ấy, mọi khi em đi cầm cái con Q92 này em đi rừng ấy, là em cứ đi như em đi bẫy cuốc với cả bẫy bìm bịp là em cứ đi khoảng 2 ngày em mới phải về em sạc một lần. Đấy, cái pin của loa này thì cực kỳ là bền, mà ở cái bản thân cái vỏ của nó là làm bằng kim loại. Đấy, cho nên là nó cho ra cái âm thanh cực kỳ chuẩn, dùng cái tiếng của nó rất chân thật. Đấy, nó rất chân thật, nó không bị rè tiếng, nó không bị xé tiếng. Đấy, và cái anten của nó này, đây nó có cái anten này cực kỳ dài, nó bắt xa. Cái anten này nó dài như này thì hỗ trợ khi anh em lên rừng nó bị khuất thì anh em vẫn có thể điều khiển được từ rất xa nhé. Và cái điều khiển của nó thì cũng có một cái ưu điểm. Đấy, cái điều khiển của nó cũng có cái ưu điểm, nó là cái điều khiển của nó thì sử dụng được bằng pin sạc anh em nhé, sử dụng được bằng pin sạc. Đấy. Và pin của nó thì là sử dụng pin điện thoại, pin điện thoại đen trắng ấy, điện thoại Nokia đấy. Thì cái pin này thì anh em nếu như anh em mà đi rừng nhiều ấy, anh em có thể đi ra những cái tiệm mà sửa chữa điện thoại, anh em mua thêm một quả nữa để sưa cua khi lên rừng. Đấy, tránh trường hợp là bị hết pin, hoặc là anh em có thể mang theo cái cục sạc điện thoại ấy. Anh em kết nối cái dây này vào cái cục dự phòng, sạc dự phòng của điện thoại rồi anh em cũng có thể sạc được. Đấy là một cái ưu điểm rất hay ở cái loa Q92 này. Đấy, anh em cần tham khảo gì thêm hay là cần tư vấn để mua hàng thì anh em cứ liên hệ tới số điện thoại em đã ghi trên màn hình nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo của em. Xin chào tất cả anh em.